Cô đi Diêu ơi. Có chừng. Ôi sao nước thấp mà, nước thấp mà, nước thấp mà. Ủa sao thấy không, nó không bị, cái hình nó không bị phai mà bị đỏ lên vậy? Đúng rồi, Hiểu ơi, Hiểu ơi, Hiểu ơi, Hiểu ơi. Cô đi, cô đi. Vô anh ơi, vô đặt nước. Lê Diêu quá đúng rồi, anh vào ghi nhớ. Rồi, rồi. Ngửa mặt lên, ngửa mặt lên. Đó, dễ yêu tụi anh bắn vô mặt em, dễ yêu tụi anh bắn vô mặt em á. Ngửa hả? Hả? Đừng có. Nè, mày giật chồng tao. Mày giật chồng tao. Mày giật chồng tao. Mày giật chồng tao. Rồi. Cái này người ta gọi là cái gì? Gọi đầu bêu réo. Gọi đầu bêu réo. Cho một order một gọi đầu dưỡng sinh đi ạ. Đây dưỡng sinh kia. Dưỡng sinh nè. Dưỡng sinh à. Dưỡng sinh à. Khoi khoi mình làm mà lời khọp lụt. Này xu run nữa nè. Khọp lẹp. Ô leo. Ô leo, biếm biếm nè. Ô leo. Ô leo nào. Ô. Xin mời xuống nước. Sau 2 phút là tính cái độ mờ nha. Bắt đầu nhanh lắm, bắt đầu nhanh. Long tranh hổ đấu. Đội thành lập ước rồi nè. Tấn, tấn cho đi. Vô đi Hiếu. Vô. Chúng ta dựng chơi mà Hiếu. Ẩm chậm. Hiếu ơi. Gán lên làm ơi. Gán lên. Ai ơi. Cô đi, Diêu ơi. Chừng. Ôi sao nước thấp mà, nước thấp mà, nước thấp mà. Ủa sao thấy không, nó không bị, cái hình nó không bị phai mà bị đỏ lên vậy? Đúng rồi, Hiểu ơi, Hiểu ơi. Hiểu ơi. Hiểu ơi. Cô đi. Cô đi. Vô anh ơi, vô đặt nước. Lê Diêu quá đúng rồi, anh vào ghi nhớ. Rồi, rồi. Lâm ngay chỗ bụng vậy là lợi thế. Ôm vô kẻ là đổ đường vô. 7 đúng không? 6 Dạ, Lâm anh bảo toàn, bảo toàn. Lâm anh về, về bảo toàn hình. 3 2 1 Hết giờ, hết giờ, hết giờ. Hết giờ, Lê Diêu bỏ Lâm đã mệt. Lần sau đụng với Kiều Minh Tấn thì coi thì như thế nào. Ủa, cái gì vậy? Rồi các bạn tự phán xét luôn đi nè. À, Lâm chưa có phai gì hết. Lâm còn nhiều hơn. Không còn nhiều. Nhưng mà Hiếu ai, ai cạo gió em vậy? Chú Duy giác hơi là sao? Chú Duy giác hơi. Chú Duy tự nhiên mọi thứ tối sầm lại. Rồi trận đấu này Dương Lâm chiến thắng. Yeah. Cặp đấu tiếp theo ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Ôi, hai bạn này gãy tay nè. Tắm chưa? Tôi chưa tắm. Ok. Kỳ cho bạn nhé. Ủa gì vậy? Ê, đi 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 đi. Ủa? Ủa, hai chị em đánh đấu gì vậy? Xảo quá bạn ơi. Tôi sợ quá. Tôi sợ quá. Tôi sợ quá. Tôi sợ chưa? Ông nội ơi. Chưa? Tao sạch luôn rồi, không có gì ở đâu. Tao nghĩ đi, em được rồi, được rồi, em ơi, sao sẽ bé ơi, giống như thôi. Giống em đi. Tôi bây giờ là con ốc mượn hồn. Đúng rồi. Bé, đúng rồi, bé ơi. Thôi đi đường này thôi. Cứ em còn một cháu giống bảy vậy. Ăn chơi gì vậy? Rồi em chơi thịt này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. bên phải, bên phải tao ơi, bên phải tao ơi. Dậu đi rồi. Bên phải tao ơi. Dậu đi rồi, dậu đi lên. Còn 15 giây. 15 giây thôi, thôi lên, thôi lên, thôi lên, thôi lên. Trời ơi. Chết. Trời ơi. Tân cũng còn, Rít cũng còn, mờ mờ không á. Không, nhưng mà Rít cái vệt dài hơn anh. Bây giờ nhìn lại á,
thì là Chris còn rõ hình dạng hơn là Tân. Chris Phan thắng trận này. Yeah. Rồi. Bắt đầu tụi em định là ông nào xong sớm. Anh thấy anh là xong sớm rồi mà ta sao vẫn còn ta. Nhưng mà tại vì anh chạy cho nên em mới hành động. À thôi mà em ơi. Thế là đội mình thua bác nữa đó hả? Bác nữa rồi. Để em chơi hay quá. Thế là tôi có thể thua lắm nhưng hai bạn phải thắng bên kia. Không có, anh chưa chơi mà chơi tại vì Trung cũng nhanh tay lẹ chân lắm. Chris là game thủ, anh nghĩ sao vậy? Ừ. Nhưng mà em phải thắng. Anh thí dụ như anh thí con chốt. Không có. Anh là con chốt. Anh là con bạc chủ bài. Anh chủ bài mà. Anh chủ bài mà đưa ta con kinh công. Chủ bài gì? 3, 2, 1. Ui mạnh lắm anh. Lắm. Trời ơi. Thôi, chơi vòng không bằng một tay thôi. Vòng một tay. Ok. Trời ơi, nó đã bị ấy tay được một tay. Ê, hết tay. Chơi, thêm gì nha. Bây giờ ai mà bỏ tay kia ra làm chó. Go, go, go. Đổ lắm, đổ lắm. Em ơi, tấn công liền đã ơi. Đổ lắm, đổ lắm. Em ơi, tấn công liền đã ơi. Ê, chơi ra. Không ra luôn vậy. Không ra luôn ta ơi. Nó địch mình rồi. Nó địch mình rồi. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Chiều đầu hay lắm á, chú sao có cây mắt. Mắt rồi, cây mắt rồi, cây mắt. Cây mắt rồi, cây mắt rồi. Cơ hội kìa. Trời ơi, bé hôi mà ngoại, ngại gì nữa. Trời ơi, anh lấy đi. Không dùng lấy rồi. Được rồi. Thằng Quy Quyên, thằng này có bờ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Em bị mất chữ hi hi luôn rồi. Làm hơn là do mẹ thôi. Đang lầm quá đi. Nhưng mà qua lần hai bị gọi là mất nhiều phần hơn. À. Lúc đầu là viết có chữ hi hi đúng không? Không, lúc đầu em cười thôi. Đây là cái bút nó rất là đậm ha. Cái này bút xâm thiệt. Nhưng mà có những phần nó bị mất ha. Quy là bút lạc hơn nhưng mà cũng toàn vẹn hình ảnh ha. Toàn vẹn luôn. Theo tôi thì đội này hề là hợp lý, đồng ý không? Ok. Cặp này hề. Rồi cặp tiếp theo đi ạ. Rồi. Tiếp theo đi. Này quê này. Nè đi ngủ nè. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì? Cái gì? Nhận chú đi. Không nhận. Nhận đi. Trang được lại đi. Ê, giống mình nhập đi về nha. 10 9 8 hết rồi. 6 5 4 3 2 trời ơi, chị thủ ơi. Hết giờ. Trời ơi, nói cho cô không còn một miếng luôn. Đây, Kim Tấn thua. Trời ơi, anh nặng lắm. Anh đi đi. Rồi, coi trận cuối đi ạ. Rồi, tiếp lượt vô. Anh lượt ra đi ạ. Từ từ đi, anh lấy tâm lý. Cái cô y tá còn ở đây không? Dạ, chuẩn bị cho anh lượt giùm em. Trước khi trận đấu này, xin mời tất cả quý vị quan khách ngồi đúng vị trí.
tắt hết chuông điện thoại. Em ơi, chuẩn bị cano đưa lên tiếng trên nha cưng. Rồi bà, vô. Vô. Anh Lực. Cái gì? Hai sự chọn cho anh. Một là mất hình và uống nước. Hai, mất hình vui vẻ. Anh chọn đi. Không xuống đi anh nói chuyện với em. À, anh cũng còn chống cự, anh vẫn còn thái độ với tôi. Em xin lỗi chị Trang. Không phải, nhưng mà em thứ nhất là em khỏe hơn anh là người khách mời mất ngủ rồi cũng kiểu gì đó. Anh đính đi, tôi chấp anh 50% luôn đó. Em chùi 50% đi, thấy chưa? Em tự ra nó không ra nữa làm sao tôi chùi ra nổi. 50% là phải bôi luôn con mắt chứ em. Bôi con mắt anh nha. Bôi cái tai, bôi cái mắt đi chứ em. Không thích anh ơi, em bôi luôn con mắt đi Lâm. Trời ơi em tiếc, em tiếc cái con mắt cả Lâm. Vợ chơi quá nét, quá. Vậy thì tôi đâu cần là bó em nữa, tôi chỉ cần trốn tránh em thôi là được rồi. Đúng rồi, thông minh. Hay quá. Thì ra trên anh nói là miếng hề đi, miếng hề đi. Miếng hề nè. Ai nói ở trên là miếng hề. Ai cũng chụp hết kìa. Ai cũng chụp hết kìa. Lại đây. Đi anh ơi. Trời ơi, vô mắt anh luôn. Anh không chống cự thế này. Vô mắt anh luôn. Trời ơi! Lớn ơi! Gọi cậu em đi! Không có một thứ chống cự. Trời ơi! Anh nậu thúc! Ủa hết giờ chưa vậy? Hết giờ chưa vậy? Chưa hết 1 phút nữa. Ủa thì nó em mời lên gì? À, ok. Em nói bây giờ đó. Em nói chức năng gì rồi coi lên chức năng đó à? Mấy trời. À. 3 2 1. Em nhức mũi lên. Trời ơi, tôi làm lại. Ok. 3 2 1. Máy. Kính thưa quý vị, thời tiết ở Phú Yên dạo này nắng nóng quá. Anh đỉnh, quý nhớ. Đỉnh, quý nhớ. Em ơi, bình định, em ơi. Bình định. Ok, em bình tĩnh một lần nữa. Anh đỉnh, anh đỉnh. Anh đỉnh. Kỳ co. Yếu quá, quỳ phim yếu quá. Quỳ phim yếu quá. 3, 2, 1, máy. Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết ở Kỳ Co, Bình Định dạo này nắng nóng quá. Làm da đầu. Làm da đầu của mình đầy gào, ngứa và viêm da. Ôi, ước gì có một loại dầu gội đầu có thể giúp cho mình hết gào, ngứa. Và bây giờ chương trình quảng cáo sẽ phép được bắt đầu. Yeah! Wow! Để giải đáp cái nhu cầu bị gào thì ngày hôm nay em đã có sản phẩm này. Wow, wow. Là gì vậy? Đây là X-Men 3 inch sạch gào. 3 inch sạch gào. Bao nhiêu?
vừa tắm luôn đó anh ơi. Từ từ, ốc của ảnh nè, ốc của ảnh nè. Trời ơi, sạch từ đầu tới chân luôn nha. Đó. Nó mắc keo luôn á, nó mắc keo luôn á. Sạch ghê á. Gọi vừa tắm á, đưa nó đi. Nó cũng còn keo luôn nè, em ơi. Ê, cho em miếng nè. Cho em miếng với. Ai cho em miếng nè. Ừ. Chi chi chi. Đây, ai nữa? Gội đầu dưỡng sinh nha con ơi. Gội đầu dưỡng sinh nha con ơi. Không được, cho dù là quảng cáo tụi em cũng phải có tiếng cười tới khán giả. Cái gì ta gọi chén cuốn lông? Cái gì ta gọi chén cuốn lông? Chén cuốn lông. Cũng phải có tiếng cười tới khán giả. Chết rồi. Tao nó bài kia. Thôi, bị sói đầu em ơi. Bị sói đầu đó. Trời ơi, biết vậy, sáng giờ mình không vuốt tóc. Vậy 4 giờ sáng ngồi vuốt. Đúng rồi. Bây giờ gọi đâu tới đâu. Ê, cũng là 3 trong 1. Thật là tiện rồi. Vẫn chưa hết giờ. Vậy nấu cái gì vậy? Vẫn chưa hết cả cầu luôn. Ủa sao nó không hết nhớ rồi hết rồi đó. Dạ rồi. Anh thấy còn nhớ không? Ủa sao nó nhớ hoài vậy? Ủa sao vậy? Ôi đúng là hay. Tài hoài không hết. Ồ đúng là 3 trong 1. Đúng rồi. Tài hoài không hết. Càng gọi càng ra. Càng gọi càng ra. Gọi cái nào dồn thì thôi. Ủa bà này đi. Cho tìm miếng nước đi. Trời ơi dạy hối đầu em ơi. Hối đầu em ơi. Ôi tóc em dày quá. Ôi thật là hay ho hay ho. Tóc em dày liền kìa. Ôi dày thấy da đầu luôn. Lạ quá. Mát ha. Đẹp em, đẹp em, đẹp 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 vô, đẹp vô. Em ngửa mặt lên, ngửa mặt lên. Đó, để chưa tụi anh bắn vô mặt em, để chưa tụi anh bắn vô mặt em á. Cứ gì vậy? Ủa sao tóc ngược liền quá? Vậy đó hả? Mượt chưa? Mượt thiệt á. Mượt mà. Mượt hả? Ê nhưng mà em vẫn còn á. Em còn hả? Ờ. Ừ. Em vẫn còn nhiều lắm. Ờ tụi anh giặt cho. Em cứ làm xuống đi. Ngồi xuống đi em, ngồi xuống em. Ngồi xuống đi. Em ngồi xuống đi. Em ngồi xuống để lấy hình tụi anh cho. Hả? Là sao? Là không có lấy hình em hả? Hả? Đừng chúa. Tóc mày như vậy. Nè. Mày giật chồng tao. Tóc mày như vậy. Mày giật đẹp hả? Thưa quý vị, cái này người ta gọi là cái gì? Gội đầu bêu rếu. Gội đầu bêu rếu. Cho một order một gội đầu dưỡng sinh đi ạ. Đây dưỡng sinh kìa. Dưỡng sinh nè. Dưỡng sinh nè. Dưỡng sinh. Thôi thì mày mới đừng có lên. Thấp rụng hết. Nãy giờ là mơ hả? Mơ. À, mơ rồi. Mơ. Trời ơi. Mơ thôi. Gọi đầu một xê quá mày mơ luôn. À, chỉ còn bà BD là chưa tắm. Đúng rồi. Thì mày hãy tắm BD đi. Không. Không, tụi tôi muốn tắm hết cho đàn luôn. Vô đây tắm cho đoàn đi. Tắm cho đoàn đi. Ôi em ơi. Rồi cho tặng đồ. Rồi cho tặng đồ. Rồi trong đồ. Rồi ơi. Biển em có một biển. Trời ơi, sao được chồng vui. Ủa. Sao được chồng vui. Ủa. Ủa. Sao được chồng vui. Ủa. Vion phiên bản toàn cầu. Miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên.